Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, vào đầu những năm 1980, quân đội Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã tìm cách khôi phục các chương trình phòng thủ có tính săn đe. Tổng thống Ronald Reagan đã ký quyết định phục hồi lại những vũ khí đã được cho lợi biên vào đầu những năm 1970. Một ví dụ là vào năm 1982, Hải quân Mỹ đã được nâng cấp và tái trang bị 4 thiết sắp hạm lớp Iowa được đóng từ thời Thế chiến thứ hai, đó là Iowa, Missouri, New Jersey và Wisconsin. Những thiết giáp hạm với hải pháo 406 ly và 127 ly của chúng được đưa trở lại biên chế chiến đấu. Mỗi thiết giáp hạm cũng được trang bị 16 tên lửa chống hạm Harpoon, 32 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và 4 hệ thống vũ khí Phalan để nhằm phòng thủ tầm gần. Bốn chiếc tàu chiến trên đã nhanh chóng được cho lợi biển sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Vì các con tàu sử dụng quá nhiều nhân lực, thủy thủ đoàn của mỗi con tàu gần 2.000 người. Lý do lúc này, Hải quân Mỹ đột nhiên không còn đối thủ sau chiến tranh lạnh và ngân sách quốc phòng cũng bị cắt giảm mạnh. Trước đó do ảnh hưởng của các con tàu tên lửa sân bay lớp KF của Liên Xô, một số chuyên gia Hải quân của Mỹ cũng đã có ý định cải tạo bốn chiếc thiết sắp hạm trên trở thành tàu tên lửa sân bay như các tàu chiến lớp Kiev của Liên Xô thậm chí nó còn đa năng hơn. Trong ấn bản vào tháng 11 năm 1980 của tạp chí kỷ yếu Viện Hải quân Mỹ, Đại úy Charles Meyer đã đề xuất nâng cấp lớp thiết sắp hạm trên với những sửa đổi đáng kể tại phần phía sau và biến nó trở thành một siêu tàu chiến. Theo ý tưởng, tháp pháo số 3 ở đuôi tàu sẽ bị tháo bỏ và thay vào đó là một sàn đáp để cho máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng Boeing AV-8B Harrier 2 và trực thăng đổ bộ. Theo tính toán của đại úy Mayer, một thiết giáp hạm lớp Iowa có thể mang theo tới 12 chiếc Harrier. Về mặt hỏa lực, các tháp pháo 127 ly hiện tại sẽ bị thay thế bằng các tháp pháo 155 ly để nhằm hỗ trợ hỏa lực cho hải quân mạnh hơn, bù đắp cho 4 khẩu 406 ly bị tháo bỏ. Trong không gian trống giữa sẽ là các hầm chứa tên lửa chiến thuật với các bề phóng thẳng đứng MK-41. Theo tính toán của Mayer, có thể bố trí lên tới 320 dưỡng phóng trong không gian này để phóng tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk, tên lửa chống ngầm Aros và tên lửa đất đối không Standard. Số lượng tên lửa khổng lồ này thậm chí còn gấp đôi số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp Ohio ngày nay. Mayer gọi con tàu này là tàu tấn công xung kích đa năng, có thể đánh chặn các hạm đội của đối phương trên biển, đặc biệt là các tàu chiến, tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov của Hải quân Liên Xô khi đó đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Leningrad. Trong một kịch bản thời chiến, Hải quân Mỹ lo lắng các tàu chiến tuần dương Kirov và vũ khí tên lửa rất mạnh của chúng có thể được sử dụng để tiêu diệt các tàu sân bay của Mỹ hoặc tàn phá các đoàn tàu tiếp vận đang hướng đến châu Âu. Tàu tấn công đa năng sẽ ngăn cản các tàu chiến lớp Kirov bắn phá chúng bằng pháo 406 ly và tên lửa Harpoon. Các máy bay chiến đấu phản lực cất hạ cánh thẳng đứng Harrier cũng có thể tham gia vào cuộc chiến này. Những con tàu IAS cũng có nhiệm vụ thứ hai là hỗ trợ thủy quân lục chiến trong một cuộc tấn công đổ bộ đường không. 6 khẩu 406 ly, ly còn lại được hỗ trợ bởi pháo 155 ly mới có thể bắn phá các mục tiêu trên bộ trước khi tấn công. Hải quân và thủy quân lục chiến sẽ sử dụng sàn đáp kết hợp với tàu đổ bộ trực thăng lớp Yojima và tàu tấn công đổ bộ lớp Tarawa để đưa lực lượng tấn công từ tàu bằng máy bay trực thăng vào vị trí cửa mở. Theo tính toán đầu, bốn con tàu tấn công mới tàu chiến tên lửa sẽ trở thành một phần quan trọng của chiến dịch đổ bộ đường không. Sàn đáp có thể được sử dụng như một không gian thừa để chứa máy bay trực thăng. Nhà chứa máy bay ước tính có thể lên tới 500 lính thủy đánh bộ. Khi đã thông cơ mở, dàn máy bay trực thăng sẽ cất cánh được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Harrier từ trên tàu cũng sẽ là phương tiện hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho đến khi pháo binh thủy quân lục chiến có thể đảm nhiệm. Mặc dù được thảo luận nhiều, nhưng việc thực thi khái niệm tàu chiến tên lửa đã bị bác bỏ. Bộ Quốc phòng và Hải quân Mỹ muốn các thiết giáp hạm được đưa trở lại biên chế càng nhanh càng tốt và kết quả là chúng chỉ được nâng cấp tối thiểu để đưa vào biên chế với trang bị tên lửa Harpoon và Tomahawk và hệ thống điều khiển hỏa lực cần thiết, vũ khí từ về Pha và UAV RQ-2 Pione. Việc lắp đặt sàn đáp máy bay và hầm chứa tên lửa sẽ phải chờ đợi. Ý tưởng này một lần nữa được đề xuất vào cuối những năm 1980 nhưng đều bị trì hoãn, chủ yếu là kinh phí và do chiến tranh lệnh đã kết thúc. Thực tế là hải quân Mỹ cũng không mặn mà với nâng cấp như vậy. Đến năm 1992, tất cả bốn tàu đã ngừng hoạt động. Theo ý tưởng, EIS là vũ khí có thể ngăn chặn các tàu chiến lớp Kiev, nhưng trên thực tế, tên lửa chống hạm P-700 Granite của Kiev có thể tiêu diệt tàu chiến EIS từ phía xa trước khi mà con tàu EIS có thể tiếp cận phóng tên lửa chống hạm Harpoon còn những máy bay chiến đấu AV-8B Harrier thực sự chỉ là những mục tiêu bắn tập cho tên lửa phòng không F-300V trang bị trên tàu. Những con tàu IAS chỉ phát huy tác dụng thực sự đó là hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ bằng gian pháo 406 ly và 155 ly cùng với 320 tên lửa hành trình Tomahawk. Và với khả năng như vậy thì hải quân Mỹ đã làm quá tốt khi 4 chiếc tàu đã tham gia trong chiến dịch báo tác sa mạc vào năm 1991. Trong một thông tin khác có liên quan đến quân đội Mỹ, theo trang tin Forbes của Mỹ, hồi tháng 6 vừa qua, không quân Mỹ đã đưa ra kế hoạch thay thế hơn 400 máy bay tiếp dầu trên không cũ để chuẩn bị cho mặt trận Thái Bình Dương và Boeing chắc chắn sẽ trúng thầu. Chúng ta biết rằng việc tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh là rất quan trọng trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương, nơi mà khoảng cách nhiệm vụ thường vượt quá tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, đội máy bay tiếp nhiên liệu trên không hiện tại của không quân Mỹ đã dần hết niên hạn sử dụng. Máy bay tiếp nhiên liệu phổ biến nhất trong đội bay của quân đội Mỹ hiện nay là KC-135 và khung máy bay này dựa trên chiếc Boeing 707 được đưa vào trang bị vào năm 1957. Không quân Mỹ có kế hoạch mua thêm từ 140 đến 160 máy bay tiếp dầu sau khi đã hoàn thành mua 179 máy bay tiếp dầu Boeing KC-46 Pegasus. Tuy nhiên, Việc đưa KC-46 vào sản xuất đã bị chậm lại do các vấn đề với hệ thống quan sát từ xa của nó. Không quân Mỹ gần đây đã phê duyệt phiên bản nâng cấp của thiết kế hệ thống quan sát từ xa, dự kiến sẽ giải quyết được các vấn đề của KC-46 và các vấn đề khác gặp phải trong quá trình phát triển loại máy bay này. Hiện nay tất cả các vấn đề trên đều đã được giải quyết. Không quân Mỹ đã chi ra 1,6 tỷ đô cho các chuyến bay thử nghiệm của máy bay tiếp dầu KC-46 và chiếc máy bay này hiện nay đã được chứng nhận về khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho hầu hết các máy bay chiến đấu của không quân Mỹ. Nếu như không quân Mỹ không muốn lặp lại quá trình lựa chọn máy bay tiếp sở mới đầy tốn kém và kéo dài, thì KC-46 dường như là ứng cử viên sáng giá nhất để không quân mua thêm từ 140 đến 160 chiếc mà không cần tiến hành các hoạt động thử nghiệm tốn kém. Tuy nhiên, Airbus của châu Âu cũng có thể cung cấp cho quân đội Mỹ một loại máy bay vận tải tiếp nhiên liệu đa chức năng dựa trên khung sườn của chiếc A330, mặc dù không quân Mỹ đã từ chối đề xuất của Airbus trong một cuộc đấu thầu cách đây 10 năm và chọn KC46 do hãng Boeing phát triển, tuy nhiên, chương trình máy bay tiếp nhiên liệu của Airbus đang nhận được một sự ủng hộ của một số nhà lập pháp của nước Mỹ. Máy bay tiếp dầu của Airbus phát triển với sự hợp tác của tập đoàn Lockheed Martin, nếu như không quân Mỹ đấu thầu mua lô máy bay tiếp dầu tiếp theo, kết quả có thể sẽ là một cuộc cạnh tranh giữa hai ông lớn Boeing và Airbus giống như cách đây 10 năm. Khi đó Boeing đã trở thành người chiến thắng. Nói cách khác, máy bay tiếp dầu của Airbus sẽ không nhận được đơn hàng từ không quân Mỹ. Sau đây là 4 lý do chính khiến cho máy bay tiếp dầu của Airbus khó được quân đội Mỹ tiếp nhận. Đầu tiên là kích thước của chiếc máy bay tiếp dầu của Airbus nặng hơn 40% so với Boeing KC-46 và nó có diện tích lớn hơn gần 50%. Nếu như tất cả các phi vụ tiếp nhiên liệu trên không đều cất cánh từ sân bay Fort của Dallas của Mỹ đó có thể không phải là một vấn đề lớn, nhưng ở Thái Bình Dương và những nơi khác, các căn cứ không quân sẵn có thường bị hạn chế nghiêm trọng về không gian. Sau đó, máy bay lớn hơn đồng nghĩa với việc triển khai được ít máy bay tiếp dầu hơn trên đường băng. Điều tồi tệ hơn là những chiếc máy bay chở dầu khổng lồ này sẽ chiếm chỗ của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Cũng vì máy bay chở dầu của hãng Airbus lớn hơn nhiều so với KC-46 nên sức cản của nó cũng tăng lên 30%, dẫn đến mức tiêu thụ nhiên liệu mỗi giờ của máy bay nhiều hơn máy bay KC-46 tới 4.000 lít. Nếu nhân số giờ bay của máy bay tiếp dầu với giá nhiên liệu, chi phí vận hành của máy bay tiếp dầu Airbus trong suốt 30 năm phục vụ sẽ cao hơn rất nhiều so với máy bay tiếp dầu KC-46 của tập đoàn Boeing. Đó là chưa kể đến càng nhiều khí nhà kính mà nó thải ra. Thứ hai, nếu như chúng ta sử dụng nhiều loại máy bay sẽ đẩy giá thành sử dụng lên, không quân Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng để tiết kiệm tiền, họ cần phải giảm các loại thiết bị của mình. Việc tăng các loại máy bay cũng sẽ dẫn đến làm mất kinh tế của quy mô và tăng chi phí vận hành của mỗi loại máy bay. Nếu chỉ sử dụng một loại máy bay tiếp dầu KC-46 sẽ rẻ hơn so với việc sử dụng một lúc hai loại máy bay tiếp dầu khác nhau, ngay cả khi chi phí tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi giờ bay của chúng là như nhau. Đây cũng chính là lý do khiến cho không quân Mỹ rất muốn cho máy bay tiếp dầu KC-10 của mình loại biên mặc dù KC-10 mới hơn KC-135. Thứ ba là hiệu suất của máy bay tiếp dầu. Mỹ phải mất 10 năm để phát triển máy bay tiếp dầu KC-46. Mặc dù nó có nguồn gốc từ một máy bay thương mại, nhưng nó phải đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của không quân Mỹ. Không quân khó có thể mua thêm một máy bay tiếp dầu có hiệu suất kém hơn. Tập đoàn Boeing đã chọn chế tạo KC-46 trên dây chuyền lắp ráp chuyên dụng, trong khi máy bay chở dầu của Airbus được chế tạo trên dây chuyền lắp ráp thương mại và sau đó được sửa đổi tại các địa điểm khác nhau để lắp đặt tất cả các chức năng cần thiết, chẳng hạn như hệ thống tấn công và phòng thủ vốn có thể gây ra sự cố. Thứ tư là việc cấp giấy chứng nhận các loại máy bay tiếp dầu của Airbus chưa được cơ quan hàng không dân dụng Mỹ chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn của lực lượng không quân và thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này có thể sẽ rất lâu. Ngoài ra, máy bay vận tải Airbus phải được chứng nhận bởi cơ quan quản lý nội bộ của không quân Mỹ trước khi được sử dụng như một máy bay tiếp dầu Quá trình này sẽ mất hàng trăm triệu đô và vài năm để hoàn thành, và KC-46 sẽ không phải chịu những chi phí này. Theo quan điểm của không quân Mỹ, máy bay tiếp sầu của Airbus không đáp ứng được ngân sách và nhiều chi phí của nó, chẳng hạn như là chi phí bảo dưỡng sau sản xuất, nằm ngoài khả năng chiêu đựng của không quân Mỹ. Vì vậy, không có nghi ngờ gì, Boeing cuối cùng cũng sẽ thắng thầu. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.